Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Kính thưa quý vị các bạn, như quý vị các bạn đã biết thì ngày hôm qua là một ngày không vui cho bóng đá Việt Nam khi đội tuyển Olympic của chúng ta đã không thể lách qua khe cửa hẹp khi để thua với tỷ số 1-3 ở trận cuối trận đấu quyết định trước đối thủ rất mạnh là Olympic Ả Rập Xê Út và qua đó chính thức dừng bước ở vòng bảng. Ngay sau đó thì đội tuyển U17 nữ Việt Nam của chúng ta cũng không thể đến với vòng chung kết châu Á 2024 khi thúc thủ ngay tại sân nhà trước U17 nữ Philippines với tỷ số 0-1. Ngày hôm nay thì vào lúc 15 giờ, đội tuyển nữ của chúng ta sẽ gặp đội tuyển nữ Bangladesh thuộc khuôn khổ vòng bảng ASEAN 2023. Và như thường lệ thì link xem trận đấu này, kênh Điểm tin bóng đá sẽ để ở phần mô tả và phần top comment của video. Kính mời các bạn cùng đón xem. Ở lượt trước thì đội tuyển nữ Việt Nam đã giành thắng lợi 2-0 trước Nepal ở trận ra quân. Xong thì 3 điểm đầu tay từ đối thủ yếu hơn chỉ đem lại sự hài lòng cho ông Mai Đức Chung về mặt kết quả. Thực tế thì đội tuyển nữ của chúng ta thi đấu là dưới sức, nhiều trụ cột chưa đạt phong độ tốt và đặc biệt là kể cả với các nòng cốt đội hình vừa dự World Cup nhưng lối chơi vẫn thiếu đi sự nhuần nhuyễn trong phối hợp dẫn đến bế tắc ở nhiều thời điểm của trận đấu. Tại lượt thứ hai này thì đối thủ của chúng ta là Bangladesh, đội bóng có trình độ cũng tương đồng với Nepal và không được đánh giá cao. Việc giành chiến thắng trước Bangladesh là gần như là chắc chắn. Dù vậy thì điều quan trọng nhất là các học trò của ông Mai Đức Chung phải cần sớm hoàn thiện về lối chơi cũng như là cải thiện hiệu quả để cạnh tranh tấm vé vào tứ kết với vị trí dẫn đầu bảng B hoặc là nằm trong số 3 trên 5 đội nhì xuất sắc nhất. Bên kia trên tuyến thì Bangladesh vừa nhận thất bại 0-8 trước Nhật Bản ở trận ra quân. Thất bại này cho thấy là đội bóng này sớm lộ diện là đội yếu nhất ở bảng D và không có hy vọng tranh chấp. Ngoài ra thì trận thua đậm trước Nhật cũng tác động rất lớn đến tâm lý thi đấu của đội tuyển này và họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong hành trình còn lại. Có thể là cuộc so tài với tuyển nữ Việt Nam là trận đấu có ý nghĩa về mặt kết quả cuối cùng của đội bóng này tại đấu trường ASEAN. Huấn luyện viên Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam có thể là sẽ để một số trụ cột dưỡng sức cho cuộc đối đầu với Nhật Bản. Những cái tên như là Thái Thị Thảo, Tuyết Dung hay là Tuyết Ngân có thể sẽ được lựa chọn cho trận đấu này. Bangladesh không có quá nhiều chân sút đáng chú ý trong đội hình. Thậm chí, huấn luyện viên trưởng của họ là Bari Titu cũng gặp nhiều khó khăn để có được bộ khung lưu ý. Nhìn từ trận giao quân, đội bóng này sẽ ra sân với các trụ cột như là Rabuna, Azim, Chakma. Tuyển nữ Việt Nam trong lịch sử chưa từng đối đầu với tuyển nữ Bangladesh ở một trận chính thức hay là giao hữu. Nhưng qua bảng xếp hạng FIFA đủ để cho thấy đội tuyển của chúng ta là hoàn toàn vượt trội khi xếp trên đối thủ 108 bậc với vị trí 34 so với 142. Trận thắng Nepal với tỷ số 2-0 đã giúp cho nữ chúng ta cắt đứt chuỗi 7 trận toàn thua tính từ trước World Cup 2023. Nhưng nhìn vào màn thể hiện thực tế tại ASEAN thì các chân sút cần phải nỗ lực để cải thiện phong độ cũng như là hiệu quả lối chơi. Bangladesh chỉ có 2 trận giao hữu trước thềm ASEAN và thực tế là đội yếu nhất trong bảng đấu ngay cả khi họ nỗ lực ở mức cao nhất. Bangladesh nhiều khả năng sẽ trở thành túi điểm cho các đội ở bảng D. Tuyển nữ Việt Nam sẽ có 3 điểm ở trận này và gần như là chắc chắn khi trình độ vượt trội. Ở trận giao quân thì có thể tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn và cải thiện phong độ. Tuy nhiên thì vẫn có nhiều khó khăn trong việc giành chiến thắng với cách biệt 6 bàn khi ông Mai Đức Chung phải có tính toán để bảo toàn lực lượng tốt nhất cho trận quan trọng ở bảng đấu gặp tuyển nữ Nhật Bản. Hiện Bangladesh mới ghi duy nhất một bàn thắng trong năm 2023 và năng lực của đội bóng này là rất nghèo nàn. Gần như là không có hy vọng cho mục tiêu ghi bàn của thầy trò huấn luyện viên Bari Titu ở trận thứ hai gặp Việt Nam. Và trận này sẽ diễn ra có lẽ là với sự áp đảo hoàn toàn cho tuyển nữ Việt Nam. Các bạn thân mến, để chuẩn bị cho trận gặp Bangladesh thì vào chiều ngày 24 tháng 9, đội tuyển của chúng ta tiếp tục có buổi tập để chuẩn bị cho lần đấu cuối. Dưới thời tiết nắng nóng thì các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần hăng hái, quyết tâm hoàn thành giao án của ban huấn luyện. Chia sẻ trước buổi tập thì huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Tôi rất coi trọng các đối thủ tại bảng D lần này. Như tôi đã nói tại buổi họp báo sau trận thắng Nepal thì giai đoạn vừa qua đội tuyển của chúng ta dồn sức để chuẩn bị và thi đấu ở World Cup. Vì thế mà thời điểm này thì phong độ của toàn đội vẫn chưa đạt ở mức độ tốt nhất. Tôi và các thành viên ban huấn luyện đã xem trận đấu của Bangladesh và Nhật Bản ở lượt trước. Mặc dù trên bảng xếp hạng FIFA thì họ nằm ở vị trí thấp hơn so với chúng ta, nhưng là không thể chủ quan. Toàn đội vẫn cần phải chuẩn bị thật tốt."
Ở lượt đầu tiên gặp đội tuyển nữ Nepal, đối thủ cũng được đánh giá là thấp hơn, nhưng họ chơi phòng ngự chặt chẽ khiến chúng ta gặp khó khăn và không thể ghi bàn trong hiệp 1. Phải sang hiệp 2 thì mới có bàn thắng và đây là điều mà chúng ta cần rút kinh nghiệm cho trận đấu ngày mai. Đội tuyển nữ của chúng ta chỉ có 2 ngày phục hồi và chuẩn bị cho trận gặp Bangladesh. Để đảm bảo về lực lượng tốt nhất cho trận này thì tại buổi tập chiều ngày hôm nay, ban huấn luyện tiếp tục cho các cầu thủ thực hiện các bài tập phối hợp cầm bóng, tấn công và dứt điểm. Yêu cầu của tôi với các cầu thủ tại trận đấu này là 3 điểm, ghi được nhiều bàn thắng và không bị chấn thương, thẻ phạt để có điều kiện tốt nhất trước trận đấu với Nhật Bản ở đợt cuối. Về vấn đề trẻ hóa đội hình thì ông Mai Đức Chung tiếp tục khẳng định là sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực của bản thân. Đội hình vẫn cần có những sự xen kẽ thêm các cầu thủ trẻ vào các vị trí để thử nghiệm và phối hợp cùng các đàn chị. Nếu không có sự quan sát thì các bạn đó không thể tiến bộ được. Các cầu thủ trẻ phải được thi đấu quốc tế để phát triển bản thân. Một điều không cần phải bàn cãi là tại bảng D này thì đội tuyển nữ Nhật Bản là ưng viên cho ngôi đầu. Cuộc cạnh tranh suất nhì sẽ diễn ra giữa bóng đá nữ Việt Nam, Nepal với Bangladesh. Trên lý thuyết là như vậy. Nếu theo tính toán trên bảng xếp hạng thì đương nhiên khi đã vượt qua tuyển nữ Nepal thì giúp cho thầy trò ông Mai Đức Chung chạm một tay vào vị trí nhì bảng D và tạo lợi thế trong cuộc đua điểm số với các bảng còn lại. Theo điều lệ môn bóng đá nữ tại ASEAN 2023 quy định thì sẽ lấy 5 đội đầu bảng và 3 đội nhì như đã nói ở trên. Với việc là tuyển Campuchia rút lui khiến cho cơ hội trở thành 3 trong 4 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất với bóng đá nữ Việt Nam càng trở nên sáng tỏ hơn. Đội tuyển của chúng ta vẫn có thể tạo ra bước ngoặt trước Nhật Bản ở lượt cuối, nhưng từ kết quả thực tế ở lượt đầu tiên thì ông Mai Đức Chung đã có những toan tính về chiến thuật và nhân sự phù hợp. Các bạn thân mến, quay trở lại với trận đấu của tuyển nữ U17 Việt Nam ngày hôm qua thì thực sự là một trận đấu đáng tiếc cho các cô gái trẻ của chúng ta. Gặp nữ Philippines trong trận đấu có tính quyết định đến tấm vé thứ 2 ở bảng B và vòng chung kết U17 nữ châu Á 2024. Lợi thế chủ nhà đã giúp cho nữ Việt Nam có sự nhập cuộc chủ động và quyết tâm. Trong 45 phút đầu tiên thì từ Hoài Trinh, Thanh Hiếu cho đến Quỳnh Anh đã không ít lần khiến hàng thủ đội khách phải chao đảo. Nhưng đáng tiếc là trong những pha bóng mang tính quyết định thì các cầu thủ của chúng ta lại thiếu một chút quyết đoán để có thể ghi bàn vào tỷ số. Sang hiệp 2 thì hai đội tiếp tục lại chơi đôi công hấp dẫn. Bước ngoặt xảy đến ở phút thứ 56 khi tiền vệ của đội khách là Isabella đã tung ra cú sút phạt rất đẹp mắt, mở tỷ số của trận đấu. Sau bàn thua thì các cô gái trẻ của chúng ta đã tràn toàn bộ đội hình sang phần sân của đối thủ nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng nửa cuối hiệp 2, với ưu thế về sức mạnh đã giúp cho nữ Philippines hóa giải hầu hết các đợt tấn công của đội chủ nhà. Không thể ghi bàn vào lưới đối phương, đội chủ nhà đành chấp nhận kết quả thua 0-1 và để lỡ cơ hội giành vé đến vòng chung kết châu Á. Như vậy là tại bảng B thì nữ Úc và nữ Philippines sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi đó nữ Việt Nam phải ở nhà chứng kiến đội khách sẽ chơi ở vòng chung kết châu Á. Giải đấu diễn ra vào đầu năm sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.